Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố rồng nha. Wow, ở đây thì anh em mình đang đến với là cuộc đua Heroic nha mọi người. Không biết anh em hiện tại đang nằm ở vị trí là lớp bao nhiêu rồi ha. Còn Ante hiện tại đang nằm ở lớp 4 nha mọi người. Wow, xếp hạng thì anh em mình đang nằm ở hạng 4 luôn ha. Wow, khá là ổn áp nha. Rồi, ở đây thì anh em mình để mình xem coi. Rồi, nhiệm vụ của anh em mình sẽ là đi thu hoạch búp ha các bạn. Đây, một là đi thu hoạch búp, hai là anh em mình sẽ đi thu hoạch vàng. Ten ten. Ok, anh em nào mà mới vào thì đừng quên cho Hán Tê một like cũng như là nhớ rồi là đăng ký kênh và ủng hộ Hán Tê nha mọi người. À, không phải là búp mà là anh em mình còn phải đi cho rồng ăn các bạn để kiếm con bọ ha. Ở đây thì mình sẽ đến với một cái bé level là 30. Đây, giờ thì chúng ta sẽ cho bé yêu này nó ăn một xíu để kiếm những cái con bọ. Rồi, tiếp theo anh em mình đang đến với là lắp 4 các bạn. Wow, và vàng rồng khá là khủng nha mọi người. Đây, mình hơi bị kết cái thành viên này ha. Wow, bây giờ thì anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ với một cái bé. Con này hình như là cấp C đúng không nhỉ? Wow, ngon lành ha, victory. Rồi, bây giờ thì tiếp theo là thu hoạch thức ăn. Ở đây thì các bạn để ý nha, cứ 30 giây là anh em mình thu một lần. Đó, anh Tê mua cái này cho nó nhanh gọn lẹ ha mọi người. Rồi, event bên đây thì nó hết rồi. Bây giờ anh em mình chỉ còn có một cái event, đó chính là cuộc đua Heroic thôi hả. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là ui, khu vực arena đã bắt đầu có ngọn lửa cháy rồi nè mọi người. Wow, top 1 đang 18 điểm nha. Bây giờ thì anh em mình cũng săn táo lên và thể hiện các kiểu rồi ha. Không biết cái khiên của mình xài được không nhờ. Ui, 10 tiếng nữa. Khoảng 10 tiếng 40 phút nữa thì anh em mình mới sử dụng được cái khiên ha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là bạn này chắc người nước ngoài nè. Thấy cái tên là... Rồi, ở đây thì để mình coi anh em mình nên mang cái thành viên nào. Titan đi ha. Bé này thì nó cũng khá là mạnh. Nó có được cái chiêu thêm một lượt đánh. Với lại là mình nhớ không làm nó có thêm một cái chiêu gì cũng khá là ngon đó nha. Ở đây mình có được Kama thì nó cũng khá là ghê. Rồi, giờ thì mình bắt xe nhẹ thử tem bạn cái đi nha. Đây, hello mọi người nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là tuyệt chiêu đặc biệt thêm một lượt đánh nha mọi người. Bé yêu này của mình sẽ thương đang được tăng tới 30% nha. Rồi, quất thêm một phát nữa. Lên dĩa liền, 259.000 ha. Anh em mình có chiêu đặc biệt đó, cho nên là tem bạn nó thấy mình là nó rén liền. Rén ngang liền. Rồi, thể hiện ở đây mình sẽ có thành viên đó chính là bé voi. Đó, giờ thêm được một lượt đánh nữa nè. Tranh thủ thì chúng ta sẽ đến với là Titan đi ha. Bé Titan này sử dụng chiêu của nữ hoàng luôn, 166.000. Wow, kèo này thấy hơi căng. Rồi, lụm nhẹ. Ở đây thì bé voi của mình đang full máu luôn nha các bạn. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, chỗ này thì mình sẽ đến với tuyệt chiêu của bé mắt đỏ. Bé mắt đỏ này thì hiện tại là chiêu này nó chưa kịp hồi nè. Theo cái sự tính toán của mình, cái chiêu này đam thì nó sẽ lấy máu của bé mắt đỏ để nó tăng thêm đam. Mà 200 mấy thì anh em mình chắc có lẽ là đam không lên nổi đâu á. Mặc dù đang có 30%. Thôi anh em mình sẽ tính nó là nhờ bé này đi. Đây, bé này thì sẽ hỗ trợ cho anh em mình. Đó, ổng áp ha. Hello anh nha, ok anh xin chào mọi người nha. Rồi, chỗ này thì anh em mình thêm được một lượt đánh này các bạn. Về cái thành viên bé mắt đỏ này thì anh em thấy có một cái sự lợi hại không hề nhẹ về anh em mình thêm được một lượt đánh với lại là sát thương này nè. Đó, 200, wow, 229.000 luôn nha. Cái chiêu đặc biệt đam nó rất là gắt nha các bạn. Rồi, ở đây thì anh em mình được bao nhiêu điểm đây? 3 điểm. Đây, mình đang nằm ở hạng 5 nha mọi người. Giờ là có hạng rồi đó nha. Giờ anh em mình bò lên vị trí đầu tiên rồi, nổi không? Trong khoảng thời gian này thì anh em mình sẽ chạy ra thu hoạch nhẹ cái.
Đó, cục đô heroic. Ừ, được 5 trên 12 rồi, cố gắng thu hoạch một ít nữa. Chỗ này thì anh em mình lại đến với khu vực arena nha. Vô đây gọi là khiêu chiến nè. Đây thêm một lượt đánh. Ôi, con này máu trâu thế nhờ. Ở đây thì mình sẽ nhờ cái chiêu của bé voi cái đi. Anh em mình thêm được một cái lượt đánh nữa là coi như có lời rồi. Sát thương nhân 2 hoặc là chiêu đặc biệt thì mình sẽ chọn chiêu đặc biệt nha mọi người. Đó, đẩy tên bạn lên dễ liền. Bé mắt đỏ của tên bạn thì ôi nó cũng cái chiêu này sát thương nhân 2 ấy các bạn, cho nên đam nó cũng khá là gắt. Chỗ này thì mình sẽ đến với là theo cái sự phân tích đủ các kiểu con đà điểu của mình thì Titan đi ha. Titan này thì nó sẽ có một cái bộ giáp để bảo vệ nè. Oh no. Ôi ôi ôi, không ổn các bạn ơi. Không ổn nha. Trời ơi, bình tĩnh để mình nghiên cứu coi tính toán làm sao chứ. Cái kèo này à, đây là theo khoan khoan khoan. Ở đây là anh em để ý nha, ở đây là cái chiêu của mình đã bị đã bị hết rồi nè. Mà bây giờ mình sử dụng, mình ngán cái là con này nó xài chiêu đánh lan á, là con này mình lên dễ liền. Đó, nó căng ở cái chỗ đó đó. Bây giờ là anh em mình quất tên bạn cái. Giờ là nó quất mình cái. Nó vẫn không sử dụng cái chiêu đánh lan nha. Mình me nó phải sử dụng cái chiêu đánh lan á nó mới hay. Rồi, để bây giờ mình sẽ thêm được một lượt đánh. Rồi, chiêu đánh lan của mình nó vẫn chưa hồi. Cay nhờ. Mình đang chờ cái chiêu đánh lan của mình nó hồi lại để anh em mình bế. Mà bây giờ cái chiêu đánh lan nó không chịu ra các bạn. Rồi, lại một cái lần nữa. Cái chiêu này nó à, đây đây đây. Giờ là anh em mình thêm được một lượt đánh nữa nè. Đó, ok chưa? À, nhưng mà con này cũng có chiêu đánh lan nữa. Thiệt tình là nó hơi khoai cái chỗ này một xíu. Theo cái sự tính toán của anh em mình thì rồi. Thành viên này đừng xài chiêu đánh lan. Oh no, nó xóa sổ hai thành viên luôn các bạn ơi. Cay thiệt sự. Cái gì vậy, nó còn quýnh mình thêm cái nữa luôn á hả? Ở vậy tính ra nó quýnh mình hai lần luôn á mọi người. Ôi 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 ôi, chơi vậy ai chơi lại man. Ôi, con này nó đánh lan mà nó quất mình thiệt là cay thiệt sự. Nó còn cái lưỡi hái nữa nè. Anh em mình mà bị nó bế là chúng ta không sống nổi luôn á nha. Đó. Rồi bây giờ thì anh em mình victory nha mọi người. Trong khu vực này thì thiệt tình quýnh cũng khá là khoai. Làm sao để có nhiều game hả? Game thì một là cày, hai là xem quảng cáo. Ở đây anh em mình có thể có cái tivi nè mọi người. Anh em mình có thể xem quảng cáo nha. Sương sương được 15 viên này cũng được nè. Hai là chơi Advent để kiếm. Ba là các bạn có thể đến với cái đây, đây là nhận free 24 tiếng đồng hồ thì sẽ nhận được một lần nè. Đó. À, chúng ta có thể kiếm game ở đâu nữa nhỉ? Ở khu vực list nè. Cứ bay vào đây xúc là được 6 viên nha. Đánh hết cái móc này là mỗi qua mỗi màn là anh em mình sẽ được 6 viên. Đây mình còn trận nữa là mình được 6 viên nè. Đó, giờ bay vô xúc cho anh em xem luôn, nhận 6 viên bỏ túi liền. Nói chung là game trong cái tựa game này nó cũng khá là dễ kiếm nha. Đây anh em mình wow, gắn lưỡi hái luôn kìa. Kích hoạt mỹ nhiễm sát thương luôn kìa. Cay quá nhờ, 203. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là bé voi đi. Có cái vòi, thêm một lượt đánh nè. Đó, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là cái gì ta? Thì chiêu thời gian đúng không? Đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục sẽ đến với là đổi rồng đi. Sức sát thương rồi là vô cùng đặc biệt. À, hút máu đại pháp à. Rồi Rosie. Ui. Sát thương nhân 2 nè, 210. Victory nha. Rồi ở đây rõ ràng đó các bạn, 6 viên game bỏ túi nha, để nhiều bạn hỏi sao anh ta kiếm game làm sao thì ok. Đánh trong khu vực này kiếm game vẫn rất là ngon lành luôn nha. Rồi chúng ta sẽ chạy ra ngoài thu hoạch cái nha các bạn. Ở đây thì 30 giây thu hoạch một lần nè. Rồi mình đã được 6 trên 12 rồi. Đó, giờ thì đến với khu vực quest, vô đây lụm thêm cái nữa. Có Heroic VIP thì anh em mình mới chiến đấu được trong đây nha. Anh làm về con Arcana đi hả? Đây, con Arcana nè.
Arcana này thuộc dòng Legend nha. Con này là hắn tôi mở, bữa mình cũng hên đó các bạn. Mở cái rương, không biết sao ra nguyên một cái con Arcana thuộc dòng Legend luôn. Chứ cái con này mà mua thì cũng 400 viên game ha. Nói chung là cũng khá là khoai. Đó, bế nhẹ thêm một bé Kales. Siêu trâu đi anh hả? Siêu trâu, ủa các bạn rất là mến con trâu. Để coi coi trong đây anh em mình đánh đấm được cái nào nữa không? Hết chỗ đánh rồi nè. Rồi, chạy ra thu hoạch nhẹ cái. Siêu trâu là có hai cái mà, trâu mập là anh nhớ không lầm, để mình coi, để anh coi có cái con trâu nào nha. Review theo yêu cầu luôn, hôm nay anh em đề nghị con trâu đúng không? À, con trâu, giờ con trâu nó tên gì ta? À, Heric đúng không? Anh nhớ không lầm là con trâu là Heric. À, không biết cái nick này nó có con trâu nào không? Có con kinh công nè. Ở đây là anh thấy là có hai con kinh công nè. Một con kinh công nè. Dòng Heric đúng không? Hình như là không thấy trâu á nha. Hai con kinh công. 41 con Heric. 41 con Heric mà không có con trâu nha. Ở cái nick này là chịu rồi. Không có trâu mập. Chứ có con kinh công nè. Đó. Theo yêu cầu của anh em luôn, có nhiều bạn rất là thích con kinh công. Rồi, anh làm về con Arcana Heroic level 70 hả? Wow, mới vô chưa kịp làm ăn gì hết trơn là bị bế vậy luôn đó hả? Cây nhờ. Đây, lấy chân đập đất rồi các kiểu đó. Thôi thôi rồi, lỡ mơ rồi. Thôi quýt lại các bạn, hai con kinh công này của mình mặc dù là thuộc dòng Heroic nhưng mà nó tuổi trẻ các bạn, tuổi trẻ chưa trải sự đời, mới ra chưa làm ăn gì hết, bị nhỏ, bị cái bé gọi là phù thủy bốn đêm này nó vả cho hai phát là hai con lên bảng đếm số, ngồi đếm nút luôn rồi. Rồi, hồi 2019 em thấy anh có con trâu mà, cái nick này là cái nick khác nha. Anh hiện tại đang buôn bán khá là nhiều nick Dragon City luôn. Đó, anh bán gọi là khá là nhiều nick cho nên đây là một trong những cái nick của anh ha. Anh gọi là anh mua về rất là nhiệt tình luôn. Rồi và sau đó là anh để khoảng thời gian rồi nick ổn rồi bắt đầu anh bán lại cho mọi người ha. Và anh để khá là nhiều nick trên cái trang web của anh là trang hantachannel.com ha. Đó, anh em có mua nick thì ghé vào trang web của anh xem và lựa được cái nick nào thì cứ việc liên hệ trực tiếp với anh qua Facebook nha. Đó, còn bây giờ thì anh em mình bắt xe nhẹ nha. Còn link Facebook anh em check bên dưới phần mô tả video nha. Mua check link bên dưới gọi là cho an toàn nha các bạn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ giao lưu nhẹ với tên bạn nè. Đó. Anh like lại game Liên Quân đi anh hả? Anh đang chơi Dragon City luôn á, tính là cũng lâu rồi chưa chơi Liên Quân ha. Anh làm về con Antonite đi anh. Con Antonite là con này phải không nhờ? Anh hay kêu nó là bé voi nè. Bé này nó khá là lợi hại ở cái chỗ đó. Ui kích knock out rồi nè. Cái dòng mà Antonite là nó có một cái khả năng đặc biệt là knock out đối thủ với một cái hiệu ứng nhìn gọi là rất là đẹp luôn, hiệu ứng đặc biệt hơn so với những cái con rồng ở cái tựa game này ha. Wow, ở đây là các bạn để ý ha, khi mà nó kích hoạt knockout thì nó sẽ biến cái người nó to chà bá lửa luôn. Wow. Bây giờ anh em mình cho con đây sát thương nhân 2 nè. Lắm, không nổi các bạn ơi, con này phù thủy 4 đêm. Ôi trời, nó mạnh dữ vậy hả? Mình 40 nó cũng 40 mà. Ôi nó quýnh mình được hai cái luôn kìa. Ôi, nó mồn sao các bạn, nó mồn sao. Hai con trâu quýnh không lại một con này, tức thiệt chứ. Nó cũng 40 mà. Nó cũng level có 40 à. Đây, kích hoạt knockout cho nó đẹp đúng không? Rồi, slow motion cho anh em xem tuyệt chiêu nè. Nhẹ nhẹ thôi, đừng quýnh nó ngủm. Đúng rồi, bây giờ bắt đầu kích hoạt knock out đối thủ đây các bạn. Lắm. Đó, nhìn cool ngầu luôn. Wow, 72.000 máu. Một pha hit nhẹ thôi là lụm 72.000 máu các bạn. Rồi, lên dĩa nha, Victory. Bạn nào mà mới vào thì cho anh ta một like ủng hộ nha các bạn. Ở đây thì anh em mình ra coi cuộc đua Heroic, anh em mình mò tới đâu rồi. Tiếp tục đi thu hoạch nhẹ xương xương cái đã. Chỗ này thì được 6 trên 12 rồi nè. Tiếp tục thì anh em mình sẽ đến với khu vực gọi là Arena đi giao lưu. Ui, hai thành viên xịn sò của mình bị bế rồi. Bây giờ anh em mình phải kiếm mấy thành viên xịn khác.
mang bé nào ra quánh cho nó chất lượng này. Rồi vô đó luôn, ba con thuộc dòng là Heroic VIP nha các bạn. Đây làm nhẹ luôn à, ở đây có một Karma. Rồi vô kèo tem bạn thuộc dòng Legend, có một con Legend là Karma thuộc hàng đó là miễn nhiễm sát thương. Wow wow wow, cái bé này lợi hại phết nha, lượng máu cũng lên tới là 438.000 nha, lượng máu nó thậm chí còn cao hơn cả mình nữa. Đây cho bé voi ra, ok sát thương nhân 2 à, đủ đam không nhờ? Ui không đủ, đây thì vả thêm cái nữa, kích knock out đối thủ coi. Đây nhìn rất là đẹp nè mọi người, mình cũng hơi bị thích cái chiêu này nhá. Đó cool ngầu luôn. Wow 132k. Rồi bây giờ là tới với dòng Karma. Ôi sao sát thương mình bị giảm rồi. Đây đây, Karma thì phải cho hai bé Karma gọi là giao lưu với nhau ha. Dòng Karma thì miễn nhiễm sát thương là điểm đặc trưng. Rồi ở đây anh em mình chơi trò bơm máu cái đi, mình bơm cho hai con bên trong luôn. Ba con Titan đi anh hả? Ba con Titan hơi khoai nha. Rồi để anh nghiên cứu coi chỗ này anh em mình làm sao sát thương nhân 2. Ôi tên bạn không có miễn nhiễm nha. Ui mình cũng không có miễn nhiễm luôn, chơi vậy sao được. Làm sao anh em mình phải kích hoạt miễn nhiễm rồi nó mới vui. Ở đây thì anh em mình tranh thủ khều nhẹ nè. Ây tên bạn không miễn nhiễm, không miễn nhiễm sát thương là được rồi. Ở đây mình chơi trò hút máu cái nè. Wow, chỗ này thì anh em mình bụp nhẹ luôn nha mọi người. À, anh em nào muốn mua những cái mảnh rồng để nâng sao hay là summon rồng, các bạn có thể liên hệ với anh T qua Facebook nha. Rồi chỗ này thì xương xương được ôi được bao nhiêu điểm rồi, 9 điểm rồi các bạn ơi. Đó đang nằm hạng 5 nha, giờ gì solo giành vị trí top 1 chơi nè. Giờ anh T hậu báo cho mẫu giáo ghê không. Ở đây thì anh em mình sẽ thu hoạch nhẹ. Đó ở đây thì chúng ta sẽ đến với cái gì đây, 6 trên 12 sao nó không lên được miếng nào vậy ta. Rồi ở đây mình được 9 điểm rồi nha mọi người. Wow, bây giờ là đi bắt xe tên bạn nha. Vàng rồng của tên bạn nó hơi khủng mà anh em mình mang mấy cái con bình thường á thì anh em mình không win nổi nha. Các bạn thấy là anh em mình phải gọi là mang mấy cái con mà đặc biệt như vậy, và phải có skin đồ để anh em mình mới đủ gọi là sức để chiến đấu nha. Chứ trong cái khu vực này mà anh em kêu mình mang mấy cái con ma cà rồng ra là người ta quýnh mình gọi là xây sẫm mặt mày liền. Chứ gặp cái con này mà các bạn thấy nào, chiêu đầu tiên là hắn ta quýnh rồi đúng không, bây giờ nó quất thêm một phát nữa nè, coi như là 300 khoảng hơ khoảng 300.000 máu đi du lịch rồi đó. Ấy chà, trời ơi nó quýnh mình kìa. Ôi xây sẫm mặt mày luôn, nó quýnh hắn ta gọi là đi không còn miếng máu, bây giờ hồi sinh lại luôn nè. Đó các bạn thấy đâu có giỡn được. Trời ơi mình thấy nó quýnh rồi là rất là ác chiến luôn ấy, sơ sẩy một cái là nó xây sợ, nó bế mình gọi là xây sẫm mặt mày luôn. Ui cái gì vậy? Quýnh gì mà sát thương còn bị giảm nữa men. Men quýnh kiểu này sao ăn. Giờ anh em mình ráng gồng nè các bạn. Các bạn thấy chứ là quýnh là muốn xì khối với tên bạn rồi đó. Giờ cho đánh lan luôn nè, nhây nè. Rồi hồi sinh nó lại thêm một lần nữa. Và rồi giờ tên bạn nó bắt đầu nó nhây với mình. Mình thì cũng ao nhây với tên bạn. Rồi bây giờ là đến với bé trâu mũi khoan. Ôi ôi cái gì mà quýnh gì hoài, quýnh hoài hả men. Men quýnh cái gì mà men. Quay 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 đừng quýnh nữa nha. Ôi nó quýnh mình hai cái liên tục luôn các bạn. 894 nha. Ở đây thì anh em mình có là 865 thua 894 lần. Giờ mình kiếm cái con nào mà tốc độ phải cao hơn cái con đó thì anh em mình mới được hai lượt đánh 888. Ui tức không đủ các bạn ơi. Ui ui cây thiệt sự. Cái gì đâu mà nó quýnh mình hai lần liên tục luôn ấy. Vậy sao quýnh lại. Ui có một cái áp lực không hề nhẹ đè nặng lên đôi vai. Đây được bơm ít máu là thấy khoái rồi. Kèo này là ráng gồng hơi thiệt tình đó là tên bạn còn nguyên một cái con gọi là full máu nằm bên trong. Mình ở ngoài đây là mình rén rồi đó. Rồi rồi
Ôi 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 ôi, nhẹ 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 thôi anh ơi. Ây cha, 220.000. Trời ơi, cay nhờ. Ôi, chơi gì sao chơi lại. À đây 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 đây, có thêm một lượt đánh. Khoan, bập cái đi, chuyện gì tính tính sau. Đó, giờ là thêm được một lượt đánh này nè. Giờ gãy giáp hồi sinh hết trơn hết trọi rồi. Giờ là tính toán sao mà mình giờ là đường nào cũng phải hy sinh với một con rồng luôn á mọi người. Mình tính toán đủ các kiểu rồi nhưng mà không có cái đường nào mà gọi là chúng ta có thể win được mà không mất rồng hết. Lắm. Ok, qua được cái cửa mà hy sinh đến một con Heroic VIP. Cay thiệt sự. Bởi vì các bạn thấy không? Nó rất là khó. Anh em mình mà mang mấy cái con mà gọi là cù mía một cái là bắt đầu nó quýnh mình gọi là xây xẩm mặt mày liền. Đó, tối tăm mặt mũi luôn. Giờ mang con nào ra thế cho cái con gọi là Heroic VIP này đây. Giờ không lẽ mang thêm dòng Karma nữa, mà dòng Karma đó thì nó không có cái dòng Karma nó không có cái bơm máu. Bây giờ là chắc phải mang ma cà rồng đó quá. Dòng ma cà rồng nó có khả năng bơm máu á các bạn. Nó đỡ áp lực hơn xíu. Rồi ok ha, anh em mình sẽ mang dòng ma cà rồng. Arcana đi anh hả? Arcana của anh nó hơi yếu. Arcana của anh nó là nó mới có 3 sao thôi. Đưa vô đây là bị người ta quýnh gọi là tối tăm mặt mũi luôn á. Ở đây là tên bạn có voi nè, 70 nè. Ui, nó còn gắn thêm cái lưỡi hái 27% nữa cơ. Ôi, sát thương tăng thêm 60%. Cái này là hơi bị rén luôn á nha. Không biết trận này ăn nổi không ta. Thiệt tình là thấy thấy đội hình là mình thấy là chất lượng rồi đó. Rồi, cái gì? Mới vô mà gì đâu mà cái chiêu đặc biệt bị giảm 50% rồi. Ôi 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 ôi, mình được cái là mình được quýnh trước đúng không nào? Đầu tiên là bế nhẹ cái nè. Là thêm được một lượt đánh nè. Đam á thì mình biết là đam của mình không nổi với con này đâu cho nên là mình sẽ nhờ cái con khác. Đây. Búp. 100. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhờ đến bé yêu này bắt đầu tung chiêu đặc biệt. Đó. Anh không hạ được chú, anh vẫn còn cái gọi là knock out đối thủ. Đây, xem sức mạnh đặc biệt của anh đây. Vô keo 92.905 các bạn ơi, lượng sát thương khá bá đạo đến từ nhân vật bé voi nha. Rồi, ở đây thì anh em mình đến. Ui chặt cái con, ui, từ từ. Ui cái con này nó quýnh nhưng mà căng nha. À, Kalman của mình đang có sát thương tăng gấp đôi. Kèm cái này là đánh lan, cái chiêu này là đánh lan. Mà đánh lan cái nó mình bị giảm sát thương á mọi người. Đó, ở 228.000 coi như là cũng được đi ha. Rồi ở đây thì vả thêm cái nữa. Quá đẹp luôn. Anh làm full team L đi hả? Full team L quánh không nổi team bạn. Cái vấn đề ở đây là anh em thấy dàn rồng của team bạn không? Cái dàn rồng của team bạn nó khá là khủng bố rồi. Giờ anh giác team full L là nó bế anh chứ không phải là anh bế nó nữa. Nó bế anh gọi là về thành dưỡng sức luôn á. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ đến với là bé voi nha. Ok, qua được một cửa nè. Victory. Ổn áp nha. Chỗ này thì anh em mình được bao nhiêu điểm rồi? Mình đã được 15 điểm rồi nha. 18, bây giờ là giành vị trí đầu tiên nè. Trận này mà win cái nữa lên top 1 ngồi chơi nè. Đây, trận này anh em mình ráng win win đồ lên top 1 ngồi nhịp đùi các bạn ơi. Chứ hiện tại đang nằm ở hạng 2 rồi nha. Đây, tới công chuyện liền. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là ui 517.000 máu các bạn ơi, một cái lượng máu khá là khủng bố nha. Ở đây thì quýnh cái trước đi. Thì chiêu này người ta gọi là quýnh sông chạy nè, ép lên bạn còn 420. Giờ là mình sẽ chuyển sang gọi là chế độ quýnh xong rồi sau đó là xách dép chạy vô. Đó, mang bé này ra cưa máu. Ui, kích hoạt miễn nhiễm sát thương. Tới công chuyện liền. Rồi ở đây thì ở đây để mình coi coi ở đây anh em mình vả một cái đi du lịch xa bờ liền 197 nha. Rồi bạn nào mà mới vào đừng quên để lại cho anh ta một like ủng hộ nha các bạn. Cái gì? Ôi ôi.
nó quất cái con Karma Heroic của mình lên bảng đếm số luôn các bạn ơi. Thằng nhỏ đứng trong nhà không có làm ăn gì luôn á. Thằng nhỏ chưa kịp làm, chưa kịp múa lửa gì luôn là bị bế rồi. Cay thiệt sự. Đúng là cái con Akana, Aos này nó đánh rất là ác chiến luôn nha. Rồi, victory ha. Trận này anh em mình win nha. Đây, giành vị trí top 1 được không? Vô cho nhìn mặt cái coi. Ôi, nó không cho mình lên top 1 nha. Mình cũng 18 điểm mà. Sao kỳ quá nhờ. Nó cho mình nằm ở hạng 2 các bạn. Anh em mình ở hạng 2 để mình coi nếu như mà hạng 2 được cái gì. Hạng 2 thì được ống nghiệm nè. Rồi có rương gì xịn xịn không? Rồi rương thì được có hai cái nha các bạn, được hai cái rương. Nếu như mà lên hạng nhất thì mới được cái rương xịn này. Rồi ok, anh em mình cũng ráng cày cuốc để kiếm rương về chơi với anh em rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ra ngoài và bật cái chế độ thu hoạch. Đây. Chỗ này là 6 trên 12 ha. Rồi chỗ này thì anh em mình lót dép thôi chứ hết cách. Ở đây mình có cái free bin, chúng ta có thể sử dụng cái này để nếu như mà hên nó bỏ qua cho mình một nốt cũng đỡ. Wow, được 5 điểm cơ, ngon lành. Ôi nó cho mình 4 cái búp. Em không cần búp, em cần cái này cơ. Trời ơi thiệt là ơi. Ở đây anh em mình được đánh thêm cái nữa nè. Rồi vô kèo liền. Bé voi đâu? Bé voi có cái vòi gọi là siêu cu te. Đó, tới câu chuyện liền luôn. Wow, victory. Chỗ này thì 17 viên hơi khoai, 17 viên game. Rồi, quá là tuyệt vời ha mọi người. Anh em mình bây giờ là ổn áp rồi nè. Ok và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tây một lượt đăng ký nha. Cũng như là like nhẹ video hồi cho anh Tây channel nha các bạn. Hiện tại khu vực này là hết đánh được rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.